Này, ta đỡ phải lén đúng tao đấy. Ơi dài ơi dài. Là mày lén đi, mày lén đi, mày lén tao đi. Lén đi. Mày trông nghe bố mày. Mày trông nghe bố mày. Ơi trượt rồi. Co lụa có lên, co màu có lên, co lụa có lên, co lên. Ôi dồi ôi, các bà kia. Này 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 này. Ôi dồi ôi, công an xã các cô ơi. Chạy. Ốc có lụa. Chị Mận đấy à? Dạo này không thấy con lụa đến tập cùng với các chị em thế. Ôi, dạo này em bận lắm. Cô bận chuyện gì mà bỏ luôn cả tập thế? Cô là hàng hay nhất bọn đấy. Ờ, thế chị không biết con nhà em mới đậu thạc sĩ rồi à? Ơi sai. Dạo này nhá, em suốt ngày phải lên cái con Facebook ấy để trả lời cái gọi là cái gì nhỉ? Thắng bẩn, cam bẩn. À cái con bẩn. Ui trời ơi. Mọi người cứ vào hỏi thăm rồi chúc mừng nhà em ấy. Em vừa tối cả mắt ra, thời gian nữa đâu mà đi tập. Ôi giời. Có cần phải phô trương vậy không? Ngừa cả mặt. Ô, thế con nhà cô lại mới đậu thạc sĩ à? Nhà cô đúng là có truyền thống học giỏi. Chuyện bác cứ quá khen. Nhà em mà này. Ôi, tôi nghe nói ngày xưa ông nội thằng cô Chí cũng đỗ chức thạc sùng, bố nó thì đỗ chức thạch cao, giờ con nhà cô lại đỗ thạc sĩ à? Nhà cô đúng là mát mặt nhá. Vâng. Thật sùng cái gì này. Thật kìa. Miễn có thật là được rồi. Bác không biết thôi chứ nhà em là có truyền thống lâu đời là mù chữ. Em nói nhầm. Nhiều chữ. Thế mà cũng đáng khoe. Nhà em nhá, 18 đời các cụ làm lỡ mặt họ hàng. Giờ đến đời con trai nhà em là 19 rồi đấy. Ôi, thế thì nhà cô hãnh diện lắm nhỉ. Chuyện bác khỏi phải nói. Bác nhỉ. Thế giờ nhà cô lụa có truyền thống tai tiếng từ xưa cơ à? Này, bà bị ngứa mồm à? Là nổi tiếng đấy, bà biết chưa? Chứ tưởng thế nào? Mới nổi có một tiếng mà đã khoe. Là màu. Ừ. Còn hơn con nhà ai kia ấy. Không có tiền cho con ăn học đến nơi đến chốn. Đứa thì đi phụ hồ, đứa thì đi làm công nhân. Rồi đố kỵ chứ gì? Phụ hồ, công nhân thì đã sao? Miễn sao nhà tôi nhá kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt thì chẳng có gì phải xấu hổ cả. Thôi thôi, tôi xin hai cô nói chuyện nhẹ nhàng thôi. Chị em với nhau có cần phải to tiếng thế không? Chị, em mà không nói to thì ai kia biết được con em đâu thạc sĩ được chứ. Ai chứ, cái con mụ bẩn hèn kia là nó không biết nhục đâu. Này nhá, nhà tôi xưa đây làm ăn lương thiện chân chính, chẳng có gì phải nhục. À, nhục quá đi chứ, ở đó mà không biết nhục. Chỉ có cái loại mặt dày thì mới không biết nhục thôi. À, mày bảo ai mặt dày hả? Tao bảo mụ đấy. Rồi ôi, tôi xin hai cô mỗi người nhịn nhau một câu. Bác đừng có cản em, con mụ này nó khốn nạn lắm rồi. Bác cũng đừng có cản em, nghèo hèn thì phải chịu chứ. Em có nói sai đâu. Mẹ à mày chứ. Này thì nghèo hèn này. Mụ, mụ đi làm gì hả? Con mụ này. Mụ, chị ơi, nó làm gì em? Sao thế?
Con mù kia, con mù kia mù lòng thì tươi hơn. Con mù kia. Ừ, tao thấy có một đứa thối mồm nên giúp mày xuống lao để giúp mẹ cho sạch đấy. Ôi dồi ôi, cô Màu, cô Lụa, thế giờ tôi phải cổ vũ cho ai đây? Bác cổ vũ cho em chứ còn ai nữa, kệ cho nó chết luôn đi. Vậy thôi, thế thì để tôi cổ vũ cho cả hai cô nhá. Bộ nghề kia rồi. Chết rồi. Có lên cô Lụa, có lên cô Màu, có lên, có lên, có lên. Có mù dài nhá. Mày, mày chết này. Úi giời, trượt rồi. Có lên, có lên. Mày chết có lên. Có lên, có lên. Có lên. Này, ta đố mày lén đúng tao đấy. Úi giời. Ôi giời. Là mày lém đi, mày lém đi, mày lém tao đi. Lém đi. Để cho ngươi bố mày. Mày cho ngươi bố mày. Ôi giời, trượt rồi. Cô Lụa có lên, cô Màu có lên, cô Lụa có lên, cô lên. Ôi dồi ôi, các bà kia. Này, 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 này. Ôi dồi ôi, công an xã các cô ơi. Chạy. Mấy bà kia. Ôi dồi công an, chạy. Ôi dồi. Nếu mà đợt này kiểu gì vẫn phải trừ đạo ôn của bông. Không, mùa không có đạo ôn. Băng mạn đấy à? Mùa không. Cố lên, cố lên, cố lên. Người ta nhìn kìa. Người ta nghĩ như cái điên đấy, người ta nghĩ cái gì. Nào. Mẹ mất dạy, mày gọi mẹ cấp chuyên. Kìa, cái chú kia đang, chú kia đang ngồi cái đá này, cái ghế mẹ. Đúng rồi, ông lên, mày đứng dịch đây. Quay thành nhìn cái em dưới đi rồi. Không cười, để quay tiếp nhanh. Mẹ cười tiếp, không cười đâu. Để cái gì ấy? Đứng dậy. Cười hết cả duyên nữa. Tôi còn đi duyên nữa. Cô Màu có ơn. Có ơn. Có ơn. Cười mày. Làm sao nữa? Làm sao? Cô Màu có lên, cô Màu có lên, cô Màu có lên, có lên, có lên.